trong những năm qua công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ luôn được đảng nhà nước quan tâm lãnh đạo chỉ đạo chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với hết tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ từng bước được nâng lên đã giúp cho công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ được triển khai hiệu quả Kết quả từ năm 2013 đến nay, toàn quốc tìm kiếm quy tập được 21.228 hài cốt liệt sĩ đã đáp ứng phần nào mong mỏi của nhân dân và thân dân các gia đình liệt sĩ, góp phần làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Thời gian đến, Ban chỉ đạo quốc gia năm một năm tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương chính sách của đảng lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đạt hiệu quả cao đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân cả trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ huy động các nguồn lực hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ